Kính thưa quý vị và các bạn, anh chị cô bác cũng như cộng đoàn dân chúa, quý vị các bạn đang theo dõi cũng như hiệp thông trong ngày thứ sáu tuần thánh năm 2024 sau khi suy tôn thánh giá trong nhà thờ xong. Đây là nghi thức tượng vác, rước tượng vác Đức Mẹ Thánh Doan từ nhà thờ giáo sư Đồng Quan, sứ mẹ của giáo họ Kinh Danh, và trở về với giáo họ Kinh Danh trên đoạn đường 2 cây số. Lúc này là 18:15, thời tiết rất đẹp, ủng hộ cho ngày lễ hôm nay. Các hội đoàn đang đề tựu rước tượng vác. Vâng, cộng đoàn đi lại con đường thánh giá Chúa Giêsu lên đồi Golgotha năm xưa để ngài chịu chết. Vâng, những chặng đường còn nghèo, mỗi người chúng ta diễn tả lại chặng đường thánh giá của Chúa, một con đường dài mà Chúa hy sinh để vác thập giá đền tội cho con người, cũng là ngài nâng đỡ, ngài chia sẻ, ngài ủi an những tâm hồn đau khổ, những gia đình mỗi người chúng ta phải đau khổ. Vâng, mỗi người chúng ta có những đau khổ về trong đời sống gia đình, trong mọi hoàn cảnh của chúng ta, nhưng có Chúa cùng nâng đỡ, có Chúa cùng đi, có Chúa cùng chia sẻ với chúng ta. Vâng, đây là hình ảnh lời các gia đình của giáo sư Đồng Quan. Vâng, mỗi người chúng ta cùng chiêm ngưỡng Đức Mẹ và Thánh Gioan. Vâng, con đường cứu độ của ngài, con đường hy sinh của ngài. Vâng, cũng như trong phúc âm Chúa vẫn nói: hỡi những ai có nhọc và gánh nặng, hãy đến với ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Vâng, chúng tôi xin cũng nói lại, mỗi người chúng ta ít nhiều có những đau khổ trong đời sống gia đình, vợ chồng, con cái, công cuộc làm ăn cũng như bệnh tật. Tất cả chúng ta cùng vượt qua thánh giá với Chúa Kitô, cùng vác thánh giá với Đức Kitô, cùng đồng hành với ngài và đến ngày cùng chết với ngài, và ngày thứ ba Chúa phục sinh, Chúa sống lại. Đó là niềm vui vỡ òa, đó là câu giải đáp tất cả
những đau khổ, những hy sinh, những oan ức, những khó chịu của mỗi người chúng ta theo niềm tin của Đức Kitô cũng như theo giáo lý của Hội Thánh. Chúng ta tin tưởng tất cả mọi sự sẽ được tốt đẹp trong ngày Đức Kitô phục sinh. Đó là câu trả lời cuối cùng của những đau khổ, của những hy sinh, của những oan ức mà mỗi người chúng ta đời này chưa. Mọi người chúng ta đã nhìn thấy nhà thờ, vâng, nhà thờ nơi trung tâm diễn ra các nghi thức ở trong tam nhật vừa qua. Mọi người chúng ta nhìn thấy đây là cầu Đông Quan hay cầu Phúc và đoạn đường đến nhà thờ để tổ chức. Mọi người chúng ta đã nhìn thấy từ xa kia, như chúng tôi nói 2 cây số, đoạn đường đoạn rước rất là đẹp, có lẽ là đoạn rước dài nhất trong nước Việt Nam trong cái tam nhật thánh năm nay. Chú còn kính chào Đức Mẹ. Trước đau khổ và hy sinh, Đức Mẹ đã cùng vác thập giá với Đức Kitô. Ngài đã theo Đức Kitô trên con đường. Trước những đau khổ, thử thách, Ngài không xin lỗi là không chạy trốn mà đồng hành với Chúa Giêsu trên con đường đau khổ hy sinh. Xin Chúa và Đức Mẹ luôn là nâng đỡ mỗi người chúng con trong những bổn phận, trong những hy sinh, trong những cố gắng của mỗi người chúng con trong cuộc sống hôm nay và mai sau. Dạ dạ.
có gì là thấy hình ảnh rất đẹp. Vâng, hình ảnh rất đẹp, Chúa đang vác thánh giá. Quý vị đang theo dõi cuộc rước dài nhất nước Việt Nam, tượng rước tượng Bác từ nhà thờ Độc Quan đến nhà thờ Kính Danh, trải qua 2 cây số, qua những con đường ngoằn nghèo, qua cánh đồng rất đẹp, diễn tả lại sự thương khó của Chúa Giêsu từ đồi Can Vê lên đồi Golgotha năm xưa. Bản thân tôi cũng như thấy mỗi người theo niềm tin của Đức Kitô rất được an ủi, bởi vì Ngài đã cứu độ con người, Ngài đã vác thập giá để đền thay tội lỗi cho con người. Mỗi người chúng ta có những yếu đuối cách này cách khác, Chúa Giêsu đã đền thay cho chúng ta để chúng ta được hưởng nước vinh quang và tâm hồn chúng ta được bình an khi chúng ta có những điều xúc phạm đến nhau. Và trong cuộc đời mỗi người chúng ta, trong đời sống gia đình, trong đời sống con cái, có những éo le, có những ốm đau bệnh tật, có những ngăn trở, có những oan ức, mỗi người chúng ta cùng dâng lên Đức Kitô và cùng đồng hành với Đức Kitô. Xin lỗi là mỗi người chúng ta sẽ vui lòng và cùng vác với người, hay là theo cái từ của người đời là chúng ta sống chung với lũ, chúng ta vui vẻ sống chung với lũ, với những khó khăn. Và tất cả tôi tin rằng Đức Kitô sau cái chết của Ngài, Ngài sẽ phục sinh. Thì sự phục sinh của Ngài là niềm vui, niềm vỡ òa cho mọi oan ức, mọi hy sinh, mọi cố gắng của chúng ta trong đời này, để chúng ta được phục sinh và được hạnh phúc muôn đời.
cái giá của nước thiên đàng, cái giá của đời sau, cái giá của sự phục sinh sẽ đáp trả tất cả mọi khó khăn, mọi hy sinh, mọi oan ức của chúng ta trong đời này. Đó là câu trả lời cuối cùng. Chúng ta cùng chết với Đức Kitô để chúng ta được cuộc phục sinh với người.